bên là nhà hát chèo và bên là nhà hát múa rối cho chuẩn bị rối nước. Chúng ta tiếp tục cuộc du khảo trên cao nguyên Việt Nam với những thác nước hùng vĩ của nền văn hóa cổng chiêng nổi tiếng, xứ sở của những bản trường ca sử thi cổ đại và thế giới của đàn đá trôn lâm phúc tứ mùa hào hùng và bí ẩn chứa đựng trong những đêm a can với đam sơn sinh nhã kinh rũ và akazuka. Tây Nguyên là địa bàn sinh sống lâu đời của hơn 20 dân tộc bản địa thuộc về hai nhóm ngôn ngữ chủ yếu Môn Khmer và Mã Lai Đa Đảo. Có thể chia Tây Nguyên thành ba tiểu vùng địa hình, đồng thời là ba tiểu vùng khí hậu, gồm Bắc Tây Nguyên tương ứng với hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, Trung Tây Nguyên tương ứng với hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Nam Tây Nguyên tương ứng với tỉnh Lâm Đồng. Về lịch sử, trước kia đây là vùng tương đối khép kín, ít giao lưu với bên ngoài, sống chủ yếu bằng sản xuất nương rẫy và giao lưu buôn bán chủ yếu theo phương thức tự cấp tự túc và hàng đổi hàng, nên cách thức họp chợ cũng có nét khác với các cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc hay vùng văn hóa Nam Bộ. Toàn bộ văn hóa tộc người cơ bản vẫn là văn hóa dân gian, tín ngưỡng nông nghiệp với trình độ tư duy thần bí, văn hóa cổng chiêng, văn hóa luật tục, văn hóa nhà mồ, văn học sử thi. Việc giao lưu văn hóa thương mại dịch vụ thông qua những phiên chợ cao nguyên cũng trở nên phong phú, sống động và hấp dẫn hơn với đồng bào các vùng miền, du khách phương xa và bạn bè quốc tế.